MP dự phòng này hay lắm các bạn ạ. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải lưu ý, nó không có sạc nhanh, nhưng mà giá tốt. Mà các bạn chỉ cần một mình nó thôi là cần hết. Đấy, đây là một cái pin sạc dự phòng đến từ cái thương hiệu là Pipipolo. Nghe cũng đáng yêu nhỉ, Pipipolo. Buồn cười phết. Và em nó thì sẽ có hai màu. Và cái điểm hay ấy, chính là ngay từ vỏ hộp này các bạn có thể thấy nó đã có sẵn tới 1, 2, 3, 4 cái cổng sạc. Đấy. Rồi, unbox ra cho vui nhé. Thì em nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu đen. Thì anh em thích cái màu nào thì quất thôi. Cá nhân mình thấy pin sạc dự phòng thì màu trắng hay màu đen thì nó cũng đều ok như nhau. Đấy, ví dụ ở đây là phiên bản màu đen này. Đấy. Ở đây phiên bản màu trắng này. Đấy. Pèo 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 pèo. Đấy, màu trắng màu đen, ok chưa? Thôi, lỡ rồi quay cái màu đen nhìn cho nó ok nhé, hay quay màu trắng? Màu trắng đẹp hơn. Màu trắng đẹp hơn à? Ok, đó. Thì phía mặt trước này chúng ta sẽ có logo này. Dính một hai cái in lỗi logo kệ nó không sao đâu các bạn ạ. Đấy, màu đen này thì không bị này, mà cũng hên xui rồi à, có cái bị có cái không cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Logo 10.000 mAh. Chúng ta có một cái đầu C bên này là để sạc pin lại cho cái cục sạc pin dự phòng. Một cái đầu A này để các bạn thích thì có thể cắm với những cái sợi cáp bên ngoài. Và cái điểm hay nó ở đây. Đấy. Lightning sạc cho iPhone, Type-C sạc cho mấy cái điện thoại Android, Micro USB sạc cho mấy cái món phụ kiện nhỏ nhỏ, thêm một cái cổng A nữa để các bạn ghim vào cái cổng sạc. Ok, hay không? Quá hay rồi đấy chứ. Nói chung ấy, khi mà các bạn mà có cái củ sạc dự phòng này thì xin phép các người anh em nói là không cần phải quan tâm đến bố con đứa nào cả. Tại vì là một mình nó đủ cân cho bằng hết. Lightning cắm cho iPhone, pew, lên luôn. Android gắn cho mấy cái điện thoại Xiaomi, pew, lên luôn. Đấy, mỗi tội micro server thì bây giờ mình không có. Và như thế các bạn ra đường thì chỉ cần cái cục sạc pin dự phòng này thôi, điện thoại nào cân cho bằng hết. Đấy, nhưng các bạn phải lưu ý nhé, nhìn cái thông số này, 5V 2.1A, input cũng là 5V 2.1A, dung lượng ở mức 3.7V, nó là 10.000 mAh, 37W. Đây ghi rất rõ này các bạn thấy không? 3.7V, 10.000 mAh, tức là 10.000 mAh này ở mức điện áp 3.7V. Nhưng mà khi chúng ta sạc vào điện thoại thì con này sẽ đẩy lên mức 5V, tức là cái hiệu suất của nó sẽ bị giảm đi một chút xíu, nó chỉ còn đâu đó tầm khoảng 70-75% thôi. Và nó sẽ cao hơn so sánh với việc các bạn mà sạc cũng là 10.000 mAh này nhưng ở mức điện áp đấy là 9V. Nó rất là khác biệt nha các bạn nha. Nói chung là với 10.000 mAh này mà các bạn sạc cho mấy cái điện thoại pin dung lượng cỡ khoảng 5.000 thì các bạn sẽ sạc được đâu đó tầm khoảng 1.5 lần, gần 1.5 lần cho mấy cái điện thoại như thế này. Sạc cho mấy cái điện thoại kiểu cỡ 3.000 mấy như kiểu iPhone 14 Pro á thì có thể sẽ được khoảng gần 2 lần. Đây là chuyện rất là bình thường các bạn nha. Và các bạn lưu ý bởi vì nó không có sạc nhanh, thế nên nó mới có cái vụ này này, các bạn nhìn này. Cắm vào một cái là nó lên sạc luôn trên iPhone. Thấy không? Không delay gì cả. Còn khi mà cắm sạc nhanh ấy, các bạn nhìn này, nó sẽ delay một tí xíu, bấm vào. Đấy, thấy delay không? Đấy là cái sự khác biệt. Thì cái sạc này mình cứ gọi là sạc chậm đi. Nó sẽ có những cái hay nhất định của sạc chậm. Ví dụ, khi các bạn sạc chậm cho mấy cái điện thoại như vậy, không quá nóng. Đấy, các bạn sạc chậm cho mấy cái điện thoại Android như này thì đồng ý là nó sẽ chậm, kinh khủng chậm luôn. Nhưng mà rõ ràng là nó cũng không hề lo bị quá nóng. Thế nhưng mà các bạn phải lưu ý nhé, với một vài những cái sản phẩm nó hơi đặc biệt một tí mà các bạn dùng trong cái trường hợp máy nó đang bị nóng lên quá nhiều. Ví dụ các bạn chơi game máy nó bị nóng lên, quay video máy nó bị nóng lên á, mà khi các bạn ghim những cái củ sạc như này vào này thì có thể nó sẽ lên pin rất chậm chậm đến mức độ các bạn còn tưởng nó không lên pin cơ. Nhưng mà như thế đã là ok rồi, bởi vì sao? Bởi vì pin nó không tụt xuống. Đã là một cái sự thành công của mấy cái cục sạc pin dự phòng theo kiểu chậm như vậy rồi. Thế rõ ràng là cái cục pin dự phòng này nếu mà các bạn yêu cầu nó phải có một tốc độ sạc nhanh thì nó không dành cho các bạn. Vậy thì nó dành cho những ai? Thứ nhất, nó dành cho những ai mà sử dụng những cái điện thoại kiểu iPhone như này mà có cái dung lượng pin nó không quá lớn. Ví dụ mấy con iPhone dòng thông thường hay dòng Pro thì đảm bảo dung lượng của nó cỡ khoảng 3.000 mấy mAh thì sử dụng cái cục này là rất là ok. Bởi vì cho dù là sạc 10W cho iPhone thì pin nó vẫn lên một cách rất là đều đều và từ từ, máy nó còn không hề bị nóng lên. Thậm chí nếu như bạn nào mà chơi game trên iPhone nhiều á, chúng ta hay có cái trò đấy vừa chơi vừa cắm sạc á,
thì cắm sạc chậm như này nó còn yên tâm hơn so sánh với cái việc các bạn cắm sạc nhanh, bởi vì máy nó không hề bị nóng lên đến mức độ quá kinh khủng, và như thế thì nó cũng sẽ đỡ đi hiện tượng đấy là bị ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy đấy, kiểu kiểu vậy. Tuy nhiên thì nếu như bạn sử dụng mấy cái điện thoại Android ấy, thì các bạn cũng sẽ phải cân nhắc là cái máy điện thoại của bạn nó dung lượng pin nó là bao nhiêu, chứ mấy con quái vật pin cỡ 5.000 như này mà dùng cái củ này thì mình nói thẳng ra là không phù hợp. Đấy, nói thẳng luôn từ đầu như thế cho các bạn đỡ bỡ ngỡ. Hay là nó cũng sẽ dành cho những anh em mà vẫn còn sử dụng mấy cái điện thoại sử dụng chuẩn micro USB như này này, thì nó cũng sẽ rất là ok để các bạn tích hợp vào chúng ta sử dụng luôn. Cái cổng A này thì các bạn có thể ghim vào mấy cục sạc để mà sạc lại pin cho em nó. Hoặc là không các bạn thích thì chúng ta có thể chơi một cái trò khác vui hơn này. Piu. Đấy, các bạn thấy chưa? Tháo ra bên trong chúng ta có một cái đầu A này. Đấy, đầu A ở đây nữa này. Thì các bạn thích chúng ta có thể sử dụng cái đây, nó là một cái bộ dây sạc rồi. Thích thì chúng ta có thể cắm ra bên ngoài chỗ này. Đấy. Đổi chỗ. Hay là các bạn thích có thể ghim cái này vào củ sạc, xong dùng cái đầu C này để mà ghim vào đây. Đấy. Nói chung là có nhiều kiểu nghịch lắm anh em ạ. Thoải mái, bét nhè đi nha. Ok. Tóm lại, cái điểm hay của cục sạc pin dự phòng này, thiết kế nó ok, đẹp, xeo pin rất là ổn, hiệu suất của nó tốt ở mức điện áp chỉ là 5V, và quan trọng nó có đầy đủ những cái sợi cáp để các bạn sử dụng hàng ngày luôn. Đấy, giá thì rất là tốt cho một cái cục pin với dung lượng là 10.000 kèm với một đống cáp như thế này. Bởi vì nếu như bây giờ các bạn mua mấy cái sợi cáp nhiều cổng bên ngoài, mua một sợi 3 cổng loanh quanh đâu đó tầm 70-80.000, thì cái cục sạc pin dự phòng này coi như một cục pin dự phòng 10.000 bây giờ mà bỏ cái sợi cáp này đi chỉ còn có vài chục nghìn thôi. Giá quá hời. Rồi các bạn thấy sao? Comment phím dưới nha. Ok. Bye bye anh em. Ở đây hai màu. Đấy. Ok chưa?